tiền một cái, em tinh tinh cho anh liền. Quán nước có vẻ xa quá nhỉ, mà mua được chai nước, bỏ rơi luôn cụ ở ngoài đường. Ông vẫn bị liệt tầm một chỗ. Ngày nào tôi cũng phải dọn cứt đái của ông ấy, tôi cảm thấy buồn nôn lắm. Anh đã bao giờ đặt anh ở vị trí của tôi chưa? Hả? Để tôi xem chuyện này anh sẽ giải quyết thế nào. Ông ơi, ông đi đâu mà lại đứng đây một mình thế này? Cô đi từ đằng kia lại hả? Dạ vâng. Thế cô có gặp con dâu tôi không? Nãy giờ con đi, con không thấy ai cả. Con bé nhỏ nhỏ xinh xinh ấy mà. Thế ông bị lạc à? Không, tôi khát nước quá. Nó bảo nó đi mua cho tôi chai nước. Thế mà lâu lắm rồi không thấy nó quay về. Tôi sốt ruột quá. Ông đừng lo lắng quá. Chắc là chị ấy sẽ không sao đâu. Thế ông và chị ý đi đâu mà lại đứng giữa trưa nắng thế này ạ? Chuyện là như thế này. Ngày hôm nay bố thấy thế nào ạ? Anh ơi, muộn rồi đấy, anh đi làm đi. Để bố ở đấy em chăm sóc cho. Vậy bố nằm nghỉ nhé, con đi làm đấy ạ. Vất vả cho em. Anh đi làm đi, đi cẩn thận nhé. Ừ. Có gì thì gọi anh nhé. Bố ơi, con pha sữa để ở đây, tí nữa bố khát bố uống nhá. Về lúc nào đấy? Anh vừa mới về. Hôm nay bố thế nào rồi? Bố vẫn thế thôi. Em đang định đi pha sữa cho bố đấy. Thôi được rồi, anh pha đây rồi. Để em. Bố ơi, con mời bố ra uống sữa. Bố cẩn thận đấy. Có Thu đâu rồi? Có Thu đâu? Mày có đứng đấy à? Đi ra đây! Nhanh! Nợ của tao bao giờ mày trả? Kìa anh, em biết là anh đến nhà thì em không phải rồi. Nhưng mà bây giờ em đang kẹt quá. Để mấy hôm nữa em thu xếp trả cho anh cả gốc lẫn lãi ạ. Thư cho mày đã. Thư cho mày thì ai thư cho tao? Mày nhớ cái mồm mày nhá. Mấy hôm nữa mày mà không trả tiền ấy, mà thôi, tao cho mày 2 ngày nữa. Mày phải trả cho tao tiền, mày biết chưa? Dạ dạ, em biết rồi ạ. Đừng trách bọn tao vô tình đấy. Bố ơi, hôm nay trời mát, con đưa bố ra ngoài đi dạo nhá. À, vất vả cho con quá. Đã lâu rồi bố không được ra ngoài. Kìa bố sao lại nói thế. Bây giờ bố đợi con một lát, con để bố ra ngoài, con đi thay bộ quần áo nhá. À. Dạ. Nước cho bố uống nước. Bố khát nước hả? À. Thôi chết rồi, con lại quên nước ở nhà. Bố đợi con một lát, con đi lấy nước cho bố nhá. Ông ơi, hay là giờ con đưa ông về nhà nhá. Rồi con sẽ quay lại tìm con dâu ông sau. Không đâu, nhớ con dâu tôi nó về, nó không thấy tôi thì nó lo lắng lắm. Nhưng mà ông đứng đây thế này trời nắng lắm, hại cho sức khỏe lắm. Để con đưa ông về. Không đâu, không dám phiền cô đâu. Dạ không phiền gì đâu ạ. Vì dù sao giờ con cũng đang rảnh mà. Ông đừng ngại nhá. À rồi, tôi phiền cô nhé. Dạ thế nhà ông ở hướng nào ạ? Cứ đi thẳng cái đường này này. Dạ vâng. Nhìn hộ tao xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Tiền của tao đâu? Kìa anh cứ từ từ bình tĩnh xem nào. Có tiền một cái, em tinh tinh cho anh liền. Này, mày hơi bị lươn lẹo đấy nhá. Anh cứ nói thế, em có dám lươn lẹo với anh đâu. Cuối chiều nay ấy, tiền dưỡng lão của bố em về rồi. Nhận được một cái em chuyển khoản anh liền. Mày nhớ cái mồm này. Tao tin mày nốt lần này rồi đấy, biết chưa? Kìa, anh cứ gắt với em đấy làm gì. Có tiền mà em chuyển khoản cho anh luôn chứ có phải là em giữ đâu. Mày nhớ đấy. Ông ơi, ông có số điện thoại của con trai ông không? Để con gọi anh ấy về. Alo. Có phải anh Minh không ạ? Đúng rồi, tôi đây. Ai đây ạ? Tôi là Kim. Giờ anh có thể về nhà không ạ? Có chuyện gì ạ? À, không có chuyện gì. Nhưng mà bố anh nhờ tôi gọi cho anh để báo anh về nhà gấp. Tôi về ngay đây. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Ông ơi, con đã gọi cho con trai ông rồi. Chắc là anh ấy đang trên đường về đấy. Ông cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng, cho con gửi ông này. Cô là Kim vừa gọi điện cho tôi đúng không? Vâng, là tôi đây. Bố? Sao bố lại ở đây ạ? Con tưởng Thu đưa bố đi bệnh viện cơ mà. À... Rốt cuộc là có chuyện gì đấy ạ? Thực ra thì tôi thấy ông cụ ở ngoài đường nên là tôi đưa ông về đây. Còn mọi chuyện như thế nào ấy thì anh hãy nhìn đi kìa. Tao cho mày từ giờ đến chiều. Mày mà không có tiền trả tao mày đừng có trách tao. Thì bây giờ... em thu xếp cho anh làm gì mà nóng đấy. Alo, anh yêu đấy à? Thì em nhớ em mới gọi chứ. Thì đã thu xếp cho em 200 triệu chưa? Hôm trước em bảo anh rồi còn gì. Chuyển luôn á. Em yêu anh. Có rồi anh ạ. Cô, em ăn nói có chuyện gì đây? Đây là ai? Này, tao là ai thì hỏi con vợ mày nhá. Mày bỏ ra. Từ giờ đến chiều mà không có tiền cho tao ấy thì đừng có trách tao đấy. Cô ngồi xuống. Bố, sao bố lại ở đấy? Anh ta chỉ là bạn của em thôi. Có chút hiểu nhầm mà. Tôi muốn hỏi cô đây, tại sao hôm nay cô bảo đưa bố đi bệnh viện mà cô lại để bố ngoài đường rồi về đây? Hả? Em... Quán nước có vẻ xa quá nhỉ, mà mua được chai nước bỏ rơi luôn cụ ở ngoài đường. Cô là ai? Sao xem vào chuyện nhà tôi? Tôi là người ngoài, nhưng mà thấy chuyện bất bình quá nên tôi thích can thiệp đấy. Cô đã là người ngoài, chuyện nhà tôi sao phải bất bình? Hả? À, tôi biết rồi nhá. Đây là tình nhân của anh đúng không? Thấy ông già bị liệt, tôi chăm sóc cả ngày. Thấy tôi có con xấu xí, anh đi với tình nhân đi về nhà lại còn ngang nghiêng trên mặt tôi như này. Cô ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Tôi ăn nói linh tinh cái gì ạ? Anh thử xem lại bản thân của anh đi. Anh là chồng của tôi nhưng anh giúp được cái gì cho tôi không? Từ sáng đến tối đi làm về chỉ biết nằm ở chỗ, nằm chơi game. Anh làm chồng kiểu đấy à? Anh đã bao giờ đặt anh vào vị trí của tôi chưa? Hả? Cô ăn nói cho nó cẩn thận, đừng thấy tôi hiền mà dở giọng bắt nạt ra đây. Này, cô cướp chồng của tôi, cướp bố của con tôi, còn bây giờ định xúi anh ấy bỏ vợ à? Hả? Cô làm cái gì đấy? Tôi làm cái trò gì á? Cô thôi diễn đi. Trần đời ý, tôi chưa thấy ai diễn giỏi như cô. Đáng khen đấy. Một người con dâu như cô ấy, luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt chồng, làm việc nhà giỏi, chăm sóc bố chồng giỏi, nhưng thực tế ấy, ở bên cạnh thì suốt ngày nợ nần chồng chất, chủ nợ đến tận nhà đòi cơ mà. Bên cạnh đấy lại còn bất chấp tất cả để lấy tiền dịch vụ dưỡng lão của bố chồng, rồi bỏ rơi ông ý, lại còn tỏ vẻ giả nai à? Cô chỉ là người ngoài, biết gì về gia đình tôi mà nói. Đúng, tôi là người ngoài, tôi không liên quan đến chuyện nhà cô. Nhưng chuyện mà cô đối xử với người già như vậy ấy thì tôi thấy bất công lắm. Cô ơi quá lời, chứ vợ tôi không như thế đâu, tôi đảm bảo đấy. Anh muốn xác thực đúng hay sai à? Vậy thì đi hỏi người đẻ ra anh ấy. Bố, chuyện có đúng như thế không ạ? Cô giải thích đi! Đúng! Là lỗi của tôi đấy! Anh không chịu được cái ly hôn đấy! Tôi nói cho cô biết nhé, cô đừng có đem cái chuyện ly hôn ra đây để làm cho đùa. Tôi không đùa với anh. Một là ly hôn với tôi, ở với ông ấy. Hai là sống với tôi, đuổi ông ấy ra ngoài đường đi! Cô! Ông ấy bị liệt nằm một chỗ, ngày nào tôi cũng phải dọn cứt đái của ông ấy, tôi cảm thấy buồn nôn lắm! Này cô, bố tôi với bố anh cái gì? Cô có biết rằng ông cụ lo cho cô lắm không? Mặc dù cô có đối xử với ông ấy tệ thật, nhưng mà ông ấy rất là quan tâm và lo lắng cho cô đấy. Cô thử xem, cô có xứng đáng làm người nữa không hả? Còn cả anh nữa, làm chồng làm con cái kiểu gì vậy? Đừng nghĩ là đi làm về vứt một cục tiền cho vợ là xong. Rồi vợ của anh ấy đối xử với đấng sinh thành của anh như thế nào? Anh xem, anh có xứng đáng làm đàn ông không? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đưa bố tôi về. Và cũng nhờ cô tôi biết được sự thật. Nhưng đây là chuyện gia đình tôi, cô cứ để cho tôi giải quyết. Được, để tôi xem chuyện này anh sẽ giải quyết thế nào. Thu, anh xin lỗi vì thời gian qua anh không quan tâm đến em. Em nghĩ lại về chuyện ly hôn đi. Anh hứa từ nay sẽ quan tâm đến em. Anh hứa đấy. Được, nhưng anh hứa với em đuổi ông ấy đi đi. Nhưng đấy là bố anh mà. Bố của anh thì sao chứ? Ông ấy bị liệt rồi, bây giờ ông ấy chỉ nằm một chỗ thôi. Còn nếu như anh không đồng ý thì ly hôn với em đi. Cô quá đáng lắm rồi đấy nhá. Được, Cô muốn ly hôn gì? Ly hôn thì ly hôn. Tôi không cần một người vợ vô tâm vô cảm như cô. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Còn tôi nói luôn cho cô này, những cái thứ ở trong nhà này cô đừng hòng lấy một thứ gì đi. Cút ngay. Anh làm tốt lắm. Nhưng mà nói từ cút với phụ nữ ấy thì không được đâu. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Chào bác, con về. Chào cháu. Bố ơi, con sai rồi ạ. Bố cho con xin lỗi bố nhá.